chuyển khoản tiền qua anh chưa để biết mình lại đi tìm. Chuyển cho anh hả chị anh chị? Em để lau cái viêm em. Rồi hết chút nha. Thả lỏng, thở sâu tí, tập trung vào hơi thở, đừng quan tâm đến chị.
được bền rồi đó. Rồi, xong xong ngủ đây hết bên con hết cái cháo nửa cháo hết nửa bên rồi. Bữa nay nó nhiều lấy không chị chịu, lần sau chị qua là nó đỡ hơn á. Về rửa mặt con mạnh lên. Sao nhiêu lại như vậy?
Rồi. Nên phúc cho nên một cái năm cái này xong. Em bị bụng thịt nữa em. Thảo sinh năm như ta? À, sinh năm 87 ạ. Ôi giời. Đó là đó rồi. Để em nghĩ em đoán chắc chỉ cũng tầm hai mấy tuổi hỏi ra chỉ trẻ thế rồi. Trẻ mà muộn. Hết muộn rồi trẻ. Nãy giờ kêu em muốn chết luôn à. Xíu nữa là dịch sắp xong rồi. Bye bye. Đâu rồi. Hai cái nè, hai cái nè. Rồi. Ok.